Một vụ hỗn chiến nổ súng gây rúng động vừa xảy ra tại thành phố Biên Hòa giữa hai nhóm thanh niên với nhau. Cụ thể, sau khi hai bên lời qua tiếng lại, thì đám người này cầm kiếm, mã tấu, lao vào đánh chém nhau. Trong lúc đó, một thanh niên đã nổ nhiều phát đạn cao su về phía đối thủ. Chứng kiến cảnh tượng đánh chém ghê rợn, nhiều người dân xung quanh đều hốt hoảng sợ sệt. Khoảng hơn 8 giờ sáng qua, hai nhóm khoảng 10 thanh niên đi trên ô tô và xe máy gặp nhau ở gần Bích Sê, Tân Hiệp, Biên Hòa, có cầm theo kiếm. Trong quá trình lời qua tiếng lại, một bên đã dùng vật giống súng ngắn màu đen bắn liên tiếp nhiều phát về đối phương. Sau cuộc hỗn chiến, một thanh niên bị thương chảy máu ở cánh tay, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tối ngày 1 tháng 3, Công an thành phố Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Hiệp trích xuất camera hiện trường, bước đầu xác định nhóm nghi can liên quan vụ hỗn chiến. Tại hiện trường, Công an lấy lời khai của các nhân chứng, thu giữ 11 vỏ đạn nghi bắn ra từ súng cao su. Qua trích xuất camera an ninh, Công an xác định các đối tượng đi xe máy bỏ trốn ra quốc lộ 1A hướng Nam Bắc. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.